Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anh Tê Channel. Và hôm nay Anh Tê đã nhận thêm được 20 mảnh Orbit của cái con Titan gió nha các bạn. Và mọi người đã đạt được cái con Titan gió chưa? Khi mà đủ mảnh rồi thì các bạn hãy vào và ghép mảnh nha mọi người. Đây, còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với... đây là cái hòn đảo để chúng ta vào kiểm tra xem mình đã đủ mảnh chưa nha. Đây. Wow, bây giờ thì các bạn còn phải kéo xuống phía dưới nha. Nhiều khi đó là cái con nó chưa đủ mạnh, nó sẽ nằm tuốt ở đâu phía dưới á. Nào bên đây mình gọi chú Titan xem. Titan. Wow, Titan gió ở đây là mình được 60 rồi này các bạn. Đây là được 60 rồi, chúng ta còn thiếu 40 đề mạnh nữa là chúng ta mới ghép ra được một con nha. Và ở đây thì các bạn cũng thấy là mình đang có cái em này và mình còn 2 phút nữa là sẽ xong, cho nên HNT sẽ làm nhanh luôn nha các bạn. Còn những cái mảnh Orbit này thì mọi người phải vào trong khu vực Arena để đánh và các bạn sẽ sở hữu được những cái mảnh này. Rất là đơn giản thôi. Chỗ ấp trứng của HNT bị full rồi, cho nên mình sẽ ra ngoài mình dọn cái chỗ. Đâu rồi? Wow, đây nó đầy nhóc và chưa hết thời gian. Cho nên là mình cần phải chờ các bạn à, không còn cách nào khác cả. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đi vào và tập trước mình đã làm cho các bạn xem về bé hiệp sĩ rồng. Hiệp sĩ nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi kiếm là những con Titan. Rồi hôm nay các bạn thích mình làm về bé nào thì có việc comment trực tiếp vào bên dưới luôn nha. Có bạn kêu là comment về con trâu, con kinh công hay là bà mẹ thiên nhiên. Và bây giờ hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem. Em đầu tiên sẽ là rồng 4 đầu và em thứ hai mình muốn nhắc đến đó chính là cái bạn... đây, Titan hệ mộc. Đó, Titan là một trong những em Dragon rất là VIP luôn. Wow, em này lúc trước cứ 329.000 làm tới một con. Và khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ có cơ hội chiến đấu trong cái khu vực đó chính là West. Và khi chiến đấu trong West thì các bạn sẽ có cơ hội để nhận thêm Orbit. Và mình đã đạp cho nó lên được một sao rồi nè. Wow. Bây giờ thì không để mọi người chờ đợi lâu nữa, mình sẽ vào hốt nhẹ cho các bạn xem. Sức mạnh đến từ rồng 4 đầu. Wow, em này là hiện tại đang được live trên đảo live này. Các bạn nào thích thì có thể hốt bé này nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với trận chiến mới vào. Như thường lệ mình sẽ cho cái tuyệt chiêu là Wolfish. Khêu nhẹ tên bạn và chúng ta sẽ bắt C nhẹ một lần nữa. Lần này thì sẽ là Titan nha. Như các bạn đều đã biết rồi, Titan thì mang trong người sức mạnh của cây cỏ, nước và mặt trời, kể cả băng luôn, 4 chiêu. Chúng ta sẽ cùng nhau xem bé Titan hệ mộc này lùa tem bạn như thế nào. Wow, quá đỉnh luôn. 41.000 máu khi mà bạn ấy được ra và đây là bé 4 đầu. Vì sao có nhiều bạn hỏi HNT đó là anh ơi, tại sao anh gọi con này là 4 đầu? Vì đơn giản thôi, các bạn nhìn con này thấy có 4 cái đầu luôn nè. Đơn giản dễ hiểu. Rồi, hiệp đó là hiệp đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái hiệp thứ hai. Một anh bạn level 97. Ở đây mình đang để tốc độ nhân 3 cho nên các bạn sẽ thấy nó hơi bị nhanh luôn nha. Gọi là chiêu thức đầu nó lùa rất là lẹ. Mình sẽ thử tuyệt chiêu sốc đam. Thành viên này đó chính là bạn Kitson. Một trong những chiến binh rất là ngầu. Chúng ta có một cái bộ giáp vô cùng chắc chắn cho nên tên bạn quýnh đường nào đi chăng nữa cũng không thể nào xuyên được cái bộ giáp này. Bé 4 đầu của mình thì sao đây? Mình rất là khoái cái hiệu ứng chú ấy, gọi là tỏa ra một cái là y như là có bốn cái luồng mà năng lượng khổng lồ được tuôn ra. Lần này thì chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt chiêu 21k. Bạn nào đã xem kênh HNT Channel thì cũng khá là quen thuộc đối với một cái thành viên này. Bé này là nó có 3 ngôi sao vàng lấp lánh và có rất là nhiều bạn để sở hữu được rồi, chứ không phải riêng chỉ mình HNT. Wow, còn đó là ở cái sự kiện gì mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà nói chung là lấy được đó các bạn. Và khi qua sự kiện rồi thì chúng ta muốn sở hữu được thì cũng không có cách nào cả, cho nên nó là chỉ dựa vào sự kiện thôi. Ở đây thì chúng ta đã qua được một cái màn mới rồi nè. Rồi chúng ta sẽ ra ngoài để thay đổi bầu không khí này một chút xíu nha, cho các bạn xem. Và cái hòn đảo nhỏ bé của mình là đây nè các bạn. Các bạn có thể like ra được con này nha, rất là đơn giản, dễ dàng luôn. Chỉ cần con hệ lửa và hệ điện, hai con này cho kết hợp lại với nhau. Và đây là cái hòn đảo thứ hai của mình. Trên cái hòn đảo này đó thì mình có rất là nhiều điều thú vị. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ summon ra được một con rồi. Như con này nè.
Chưa có chỗ. Ok, Harvest Inn Moss. Chúng ta còn phải có một cái chỗ ở cho bạn ấy. Và muốn có chỗ ở đó thì chúng ta phải nâng cấp cái nhà này lên nha. Ở đây là mình không đủ tiền để nâng cấp rồi. Cứ từ từ. Đây là nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nói chung là có 6 cái hòn đảo, có 6 chỗ ở. Và các bạn muốn ấy thì các bạn còn phải nâng cấp ngôi nhà lên thì mới được. Đây, mình sẽ nâng cấp lên để cho cái chỗ ở nó rộng ra thì nó mới chứa được nhiều rồng nha. Ở đây đó thì mình sẽ đến với... mình hiện tại đang có khá là nhiều con mới nè. Chúng ta có thể cho những cái bé này yêu nhau và nó sẽ tạo ra những cái thế hệ vô cùng đáng yêu và dễ thương. Rồi, bắt đầu. Lại là 16 tiếng nữa để xem coi lần này sẽ ra con gì nha. Sau khi gẹo chọc trong khu vực này, anh em mình sẽ ra ngoài và lần này thì chúng ta sẽ đến với cái sự kiện rất là hấp dẫn luôn các bạn à. Đó. Đi gọi là dạo dạo vòng vòng cho vui chứ nếu như mà đánh trong một cái khu vực mà chúng ta đánh hoài thì nó sẽ tạo ra một cái sự là nhàm chán không hề nhẹ. Ở đây đó thì mình cần phải làm nhiệm vụ và như các bạn đã biết chúng ta phải cho yêu nhau 6 lần và nở ra 6 cái trứng thì các bạn mới có được cái này. Còn cái này là phải thu hoạch thức ăn vào 14 lần. 14 lần thu hoạch thức ăn hả? Ok. Rồi, thức ăn đang chạy và chúng ta cứ việc thả cho nó chạy thoải mái. Và chúng ta sẽ vào tới khu vực này. Hiện tại mình đang có được 540 điểm và cái sự kiện này thì anh em tranh thủ chơi nha. Chỉ còn có 1 ngày 52 tiếng nữa là sẽ hết rồi. Ở đây thì mình sẽ lùa tốc độ luôn. 600 điểm, mắc dữ. Rồng đá, bé rồng đá này sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ gọi là đại chiến nha mọi người. Action, thành viên các bạn tên là Juliet. Và chỉ với một hit thôi, rồng đá đã hạ gục thành công rồi. Chúng ta tiếp tục chiến đấu. Và lần này thì mình sẽ mang cái bé ngu ma vương hay gọi là bé trâu. Đại chiến trong khu vực sự kiện. Wow, màu sắc rực rỡ, khung cảnh tuyệt vời. 97.000 máu là lượng máu đến từ bạn Nguma Vương. Hiện tại thì bé này đang maximum lượng level cũng như là một sao. Victory. Lại tốn 2 viên game nữa. Trận này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một thành viên, đó chính là rồng Satan. Level cũng đã max 40 rồi. Chỉ còn chờ đợi đó là lên sao và mới có thể nâng cấp được nữa. Ây cha, thành viên tên bạn hiện tại con này thì cũng bình thường thôi. Nó làm sao mà so sánh với đẳng cấp Heroic được chứ hả? Victory. Còn cái này đó mình chấp nhận tốn tiền luôn các bạn. Chơi là phải chịu tốn rồi. Một thành viên tiếp theo nữa sẽ là nữ thần Ruby. Các bạn thì thấy đơn giản, mỗi lần chúng ta lấy một con Heroic ra đánh. Nhưng mà các bạn không có biết là một con này là mình phải chơi đó là hai tuần lễ. Hai tuần lễ chơi cuộc đua Heroic và sau đó mới sở hữu được. Và khi sở hữu được rồi thì phải tốn một khoảng thời gian để kiếm thức ăn và nâng cấp level. Cho nên là nhìn đơn giản như vậy chứ thật sự bước vào chơi thì hơi bị cay cay luôn á. Rồi. Và cái tựa game này mình chơi hình như là hơn 3 năm rồi các bạn. Cho nên nhiều bạn hỏi sao anh có những con rồng VIP vậy, hay là sao anh sở hữu được nhiều bé rất là kinh khủng. Ây, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực list trở lại nha. Nãy giờ chúng ta đi một vòng thành phố rồi. Gọi là đây là thành phố rồng cho nên mình mới dạo được một vòng thành phố thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái thành viên, những cái anh bạn trong khu vực list. Lần này thì mình sẽ chào hỏi nhiệt tình luôn. Chào hỏi nhiệt tình, chơi hết mình cho người ta hết hồn. Wow. Và bạn Titan của mình đã bị hạ gục knock out rồi. Hiện tại đó thì bé 4 đầu xì tin đang cố gắng đại chiến luôn. Lần này thì để xem coi sự nỗ lực của chúng ta sẽ đi đến đâu. Wow. Rồi, đây là cáo tiểu thư. Wow, 40 mấy luôn các bạn à. Victory. Một chiến thắng nữa đã ghi về cho team của mình. Nói chung là chúng ta quấn là toàn thắng thôi chứ không thua được. Mang cái con này đi mà. Đây là cái đợt lấy con này thì khá là tốn kém luôn các bạn. Phải gọi là quýnh trong khu vực quest và nó cho là lấy được 3 sao là tối đa. Và cái đợt đó phải gồng hình. Gọi là dữ lắm mới lấy nổi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thành viên Zendy. Bây giờ thì đến với em Mary thì mọi người đã trông thấy rồi. Em này là đẳng cấp Heroic.
Wow, dứt điểm thành công, thành viên tên bạn quá hậu báu. Chúng ta sẽ tiếp tục. À, thành viên Shorter tới luôn, phóng điện nào. À, mình thì mình sẽ cho bé bốn đầu lao ra nha mọi người. Đây, victory, một chiến thắng nhẹ nhàng nữa. Và bây giờ là thành viên level 92, chúng ta sẽ đến với một đội hình như thế nào đây. Em này là đẳng cấp heroic nha mọi người. À, con này là con mới nhưng mà mình chưa có, vì đợt này là mình đua nhưng mà mình không có đua là nhiệt tình, chứ làm video mới đua, dẫn dẫn chơi chơi, cuối cùng là không chơi được em đó. Wow. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với bé sau, Wolfish. Hay cha, hai ngôi sao vàng lấp lánh. Được rồi, mình sẽ, nếu như mà mình sốc đam thì con này không chịu nổi một đòn của mình đâu. Đó, các bạn thấy tên bạn có hai sao không? Mấy con này là đều khi mà xong sự kiện heroic á, nó sẽ có cái khu vực quest và các bạn phải sở hữu được cái con heroic rồi các bạn mới mở cái cơ hội mà đánh cho khu vực quest nha. Để có nhiều bạn hỏi là tại sao mà ở bạn này có, bạn kia có, nhưng mà khi mà bạn nó vào là lại không có cái khu vực đánh đó. Vì bạn nó không có sở hữu cái nhân vật đó, không sở hữu được cái con heroic đó thì sẽ không mở được. Đó là nguyên tắc của cái trò chơi. Và trò chơi này thì do người ta tạo ra, mình chỉ là người chơi thôi. À, và nguyên tắc đó thì các bạn chú ý nha. À, chơi game thì không có nên gọi là lạng lách nha, không nên hack game vì các bạn ấy thì người ta sẽ ban nick mọi người. Và hack người ta cũng khuyên mọi người rất là nhiều rồi. À, và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút đăng ký và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà hack người ta ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Wow. Và bây giờ thì cũng khá là dài và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.